Biên Hồng Thực Điệp mời Biên Hồng trong chương trình cầm tay của Đài Truyền hình Việt Nam. Biên Hồng Thực Điệp, tần số và loại hình nghệ thuật truyền thống của Lầu, tuồng tê nghệ thuật bác học đề lại vì bản sắc của Biên Hồng Việt Nam Lầu. Tuồng tạp với khâu hết nèm nâng khắc tàng đeo mì của Lầu. Tùng cố, miền em âm hướng, chân đầy cáp bài âm hướng, tận trung bảo quốc, hy sinh lùm Lầu vì đại nghĩa. Bài bài thòn, mưa cách hết cần, trang bên trung và ăn đeo mì. Trang đăng tuyển và tổ quốc đăng mệnh chất vi hùng đánh hơi tên nâng ăn đeo mì của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Các bài viết chương ngòi di sản văn hóa của Biên Hồng Lầu, chương ngòi mượn văn hóa mì chiếc mức con của bà bú vầy theo để lại lại các môn nghệ thuật truyền thống tuồng thề chắc thần bài cân nghệ sĩ đã và đăng ký chương ngòi bàn đầy mẹ của nghệ thuật tuồng cố. Mời Biên Hồng cùng trầm phóng sử lăng. Mì nâng ăn lung loàng bấu bờ tắt đáy đơn tim của mùi tô cần. Cần hết phim vừa quay đáy bài đức phim tóc con này. Hắn thấy rõ bên nà chá và hầu đã vui cam nhắm hùa con ống kính máy quay. Mì nâng cần nghệ sĩ thần cấp nghệ thuật tuồng tay tàng thím có lâu. Óc và cái khứn du nâng búng quê khó, bán lương quy huyện Đông Anh, nâng đồng tuần vì truyền thống nghệ thuật tuồng. Ngay từ bữa nhạc ý, Hồng Khiêm đã điếp các bộ môn nghệ thuật tuồng cũ. Và cử bệnh, bài căm tuồng đã bị khấu thêm Hồng Khiêm từ bữa hậu bấu chắc đáy. Từ tình tiết thân sướng nem truyền thống cũng là một cái duyên rất là tình cờ gia đình khỏi thân cấp sân khấu tuồng truyền thống cấp nâng ăn duyên tới bấu chắc đầy con đồng luôn khỏi bò bú mê ra a ao lũ po có khỏi cũng lấy cần hết tuồng bên ngay tư bên nhạc ý khỏi đàn tiếp ra vừa bị chồng hắn bái a ao bò bú mê ra khứng sân khấu đương thứ khóa kim xa kim tuyến đầy hà đây khỏi nghĩ chờ đáy khứng sân khấu trưởng tuồng bằng bài a bài ao tờ mẹn khỏi đã mê ăn chơi đáy trưởng tuồng thằng vừa bị thòn khỏi theo chơ đáy tuyến khấu sân khấu và tây thống cũng chiêu thêm cân. Thiếp bét bì, thần cáp nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp, bài vai diễn của nghệ sĩ Hồng Khiêm, Chiêng, đa mi đăng tím của bài Biên Hỏng điếp nghệ thuật tuồng, cáp cách diễn đầy lai với khuẩn tây thống của bài cân bằng Đào Tam Xuân, đơn vỡ nữ tướng Đào Tam Xuân, Hồ Nguyệt Cô, Năm Hà Cần Thà Phương, tiếng veo Trang Hoàng Cung, An Tư Công Chúa. Nghệ sĩ Hồng Khiêm đã hóa thân khấu từng vai diễn. Lăng thí bì thon tập và rèn luyện đã mi đáy xếp loại xuất sắc. Bế diên cầu bác với tiếp tham Hồng Khiêm đáy nhà hát tuồng tiếp nhận cùng lửa các minh gái Hương Thơm, Ánh Dương, Xuân Quý. Bài bì bất thiếp của thế kỷ thông tiếp sân khấu tuồng Vương Bắc, Trương Ton, Trần Đầy Nhất từ trung ương thần tỷ phượng như bệnh các bài diễn viên ón bằng Hồng Khiêm mi lai ti diễn và với khẩn lành của Lầu để lại cần chắc thần. Đại lai pì nghệ sĩ Hồng Khiêm cùng vua và bài cân nghệ sĩ của nhà hát tuồng tem mà Dương Cần Thầy của Lầu cần đà tuyên mượn điếp nghệ thuật tuồng
hớ bài cần thòn tay tăng thím thấy. Mình lên nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và thân văn hệ. Bên điếp nghe mệnh theo đáy Hồng Khiêm tiếp nèm, tuyên teo hờ lai cần thòn tiếp nèm. Kỷ niệm của tôi đến với cô Bạch Trà, cô cũng là người mà luôn luôn quan tâm đến những ai học mà chịu khó, chuyên cần. Bạn bố lùm đáy có khỏi cấp A Bạch Trà, A nên nâng cần bơ cùng to hí đầy thân bài cần đầu thân thon A. Mà chịu khó, thon tham đầy, bên lê khỏi khẩu lăng, đầy A ngồi đầy thân, đơn bưa, thon tăng đèo bài căm, bơ hư A cùng cháo khỏi. Khiêm, khấn thon và hết mẫu, khỏi phối A ơi, lúc răng hết đáy, A lọng bầu tán. Nếu bơ mẹn A phối cắp khỏi, A cháo cần đơ, lấy cần mẹn khấn. Lăng bưa khấu thon chương trình trích ton A đà, chắc để con và giao hợp khỏi trích ton đào tam xuân. Mà vai mẹn, lấy vai chính của A, sang bì cần đơ diễn khám đáy vai này của A. Vai diễn này, so cắp bì có lúc đây rất khó. Đèo toi xa chắc đầy, và A sẽ phối hờ lúc chắc rõ hơn. Dù lúc A hắn bị lăng mẹn giống A, vừa A phối hờ khói, phải cần này lấy khói càng hắn điếp A hơn. Vừa lấy khói hắn đáy A bằng nâng cần ra, vừa lấy bằng nâng cần me, tôi hà, đừng vừa nhang khạp bầy. Vừa A cháo lấy khói chỉ hí khấu bác khá của A bầy, ký nhang và bác khá, gót khá tặt bình tư, đây để mắn. Bây bình tư, tay đệ ngoài, mưa chỉ thung tắm bình lư, khói ngồi đầy và vui. A ơi lúc hắn nưới tỏ A, nâng hở lúc bắn mà lúc răng hết đáy vì lúc hắn khó quá. Vừa tập nưới, tay A theo thăm, nưới bầu, rác bầu, lấy khói vui, lúc nưới lúc rác, tỏ A cứ tẩy hơn lúc hết tiếp đáy. Tỏ A cháo chai, và A bẻ áo khấu. Áo áp nửa nâng khấu tóc trăng, áo hở khói kín, lai hở cốc nằm và A cháo khói kín. Tên tình cảm của A xong hở, khói bơ cùng chứ thân cân hay. Đấy nhà nước phong tặng, nghệ sĩ nhân dân, khói bơ hở cùng trăm bái nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà. Cần ra, cần A, cần thầy đây này. Tôi cũng thầm cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà mà là người bà, người cô, người thầy. Mẫu mực. Mì đáy tí tí bì hết nghệ thuật tuồng truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm đáy khuyên đáy hớ lâu, nâng bèn đầy lại phối khuyên quá từng vô diễn. Từ đào thương, đào lắng, thân đào lịch, đào võ. Càng diễn nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm càng phối khuyên đáy lên của lâu, phối khuyên nâng bèn nghệ thuật với khẩu hết trang mưa lành, mì châm ý và bèn dần tuyển chừa bèn chơ và chữa bên châu đầy sướng và thon tây hết kéo lên với gần bên trọc cóp các nghệ thuật tuồng truyền thống. Bịt hong xin đi tiếp thòng, chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu chân quý nghệ sĩ nhân dân hớ nghệ sĩ Hồng Khiêm. Bên bấu lườm đáy đừng tươi tay bài giải thưởng nghệ thuật và bài cam cuối đầy của đồng nghiệp cai khấn Hồng Khiêm nhang đáy bài pin hóng chữ thần các bài vai diễn mà nóc tơi bơ chập hầu lườm bay ăn tên Hồng Khiêm mà chỉ với thân ăn tên nhân vật xuân đưa sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm và nghệ sĩ ưu tú Hán Thần đơn Tây Thống đơn bơ hơ cùng áo cầm cua hơ cắn đơn công việc đây hết đầy đèo lên này lên nâng ám cương bằng cái thế bằng khói hết nêm thong nghệ sĩ này đặt truyền theo tình điếp nghe tình điếp bài vai diễn cái đó lê vai truyền thống tịch sử đủ mớ bằng cái này sâu cha đầy khói bẩn nổi âu lo còn nơi giang sơn dạng vẻ ngàn thu. Với tôi, chị nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm là một tấm gương. Cắp khói nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm lên nâng ám cương mưa nghệ thuật tuồng. Bài tình điếp của nhìn tuyên hở khói cùng bằng bài tên lắng nhìn lên nâng cần với khẩu hết đây mỗi việc. Giữa những khiêm, mình lại bán đeo mì của cần nghệ sĩ diễn tuồng, mình lại cách trưởng, vũ đạo, cách diễn của nhìn đều hở bong khói hắn đáy bài tình điếp nghe. Thể hiện từ cái cách hát, cách biểu diễn, rồi vũ đạo lan tỏa cho chúng tôi cái niềm yêu nghề, say mê nghề.
chi nữa. Bà ơi, khốn cùng áo đạo chi xin kinh hoàng là làm sao? Công tơ công chết ở phát trường hồn hại. Về đây bao lại. Thôi mà lại thế nào? Mà lại thế nào? Bài Bay Hồng Khiêm từ nhà hát Bay Diễn giao lưu các bài câu lạc bộ tuồng truyền, trụ bấu truyền, tre bản tình điệp nghệ thuật mệnh đơn cần nhìn đều bị khổ hết leo lên và bay thân hư nhìn cùng đấy cần điệp nghệ thuật và bay cần bầu đồng nghiệp toán tiếp đây. Dạ, con là kẻ có tội. Đầu quỳ trước điện Trường Xuân, ngưỡng kính chúc mẫu hoàng vạn thọ, vạn vạn thọ. Đẹp, bà bản quý phi quá là đẹp thiệt. Hèn chi mà ông Vương Nhi của mụ không phê án cũng là đáng lắm. Nhớ bản quý phi. Nghe mụ hỏi đây, dạ. Ai tù với Vương Nhi của mụ là chân châu kỳ giả? Ai tù? Dạ, dạ thưa mẫu hậu. Cái việc này là... Dạ. Mẹ chưa hỏi tới con. Dạ, muốn thưa mẫu hậu là con tâu thưa mẹ. Con tâu là bà bàng quý phi tâu. Có câu rằng khuê môn bất xuất, tam bổ bất ly. Vậy bà đi đâu mà bà lại biết đó là chân châu kỳ giả? Dạ thưa mẫu hậu, vì từ nhỏ con đã thạo đường kim mũi chỉ nên mới hay chân châu kỳ giả của nước Tây Liêu. Còn mấy tâu với bệ hạ ở tại triều. Tôi thì tham gia vào nghề hát tuồng này là từ năm tôi 15 tuổi. Mà năm nay tôi 66 tuổi. Hỏi tuồng từ tiếp hát pí tôi cân này đã sắp tiếp sốc kỳ giá. Tây áp, phú, đăng tuồng, bà phú và bò đều điếp tuồng. Hỏi thân cấp tuồng. Tên mì xuyên các nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Từ vừa nhìn mai trái hưu bong khói, tây châu mơ nhìn Khiêm thân giao lưu cùng các bong khói. Thế đấy thăm thăm như từ nhìn nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, tây cũng băng hứa bài cần dân. Kế đó nhìn đây nghệ sĩ chuyên nghiệp tỏ cái hết việc tây sơ sáng và tuyên mới tình tiếp nghe. Chị Khiêm cũng là người rất là nhiệt tình. Mùi vừa đáy mà quê lườn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm theo cùng vua dòng thời gian thay chập băng hứa bài nghệ sĩ sư đăng bán. Khi mà được tiếp xúc với chị Khiêm thì thấy chị là người chất phác mà là người nhiệt tình, cũng là người máu lửa lắm. Bởi nhìn chắc, chính ti quê lườn lấy góc bó của nghệ thuật tuồng. Andemia của tuồng đầy với khườn, từ đơn thêm của Hồng Khiêm và đáy tuyên bên lùng khóp thân bài cần điếp nghệ thuật tuồng. Lâu không về thăm bố. Hưng bóng mà dường po và đoan nọng, nhân viên nọng mà hứa hở đoàn tuồng báo chuyến giúp cô loa. May quá bị đầy đó bài bác không đầy lín. Đoàn có lâu, vươn lấy sinh hoạt, vươn lưu giá. May quá các bà trẻ vào đây chơi. Vâng, thế còn đoàn của nhà mình thế nào chị mới bác? Nói thật với cô là hiện nay đoàn cũng đang tập. Phần này đoàn cũng đang thí tập vỡ thê ái hở hồi diễn, mời cân cũng gừa cằn với khẩu hết tèo lên. Như thầy mà lân cháo, tỏ bên hương cũng bấu tay mi cần đân cháo, dù chính quê lươn, mà đã minh lai kinh nghiệm đơn tuồng cũ. Đây dòng thì gian,
tân cháu hở đoàn, thế đoàn để phải diễn hở đây đó. Em cũng sẵn lòng thôi vì nóng ra hết, vì lâu cũng chính tay cần lúc cuối cuối lươn, vì vì nóng xuân này hết vai căng bấu. Ngọn lửa hồng sơn, vừa tưởng ngọn lửa hồng sơn, nhìn tóng vai Phương Cơ. Hắn tay tống của bao nhìn có lái. Cha phải xin đi để làm cái màn tươi sống, thực sự ra là nó rất khổ tâm. Nhìn cứ rất sướng thì hơi sang tay lên nóng cháu. Cha! Cha ơi, hiếu chung! Cha ơi, khi chỉ bắt vào là nó phải sâu trong ruột gan. Cho nên là giữa cái mất và cái còn, nó có hai cái sự song song với nhau. Thì cái đau đớn ấy, cha, cha ơi, chờ hiếu chung. Đấy, hiếu với cha như chung với nước. Đấy, cái hai chữ hiếu chung nó khác nhau. Thì hai cái ý đấy nó chỉ tách ra cho em. Khi chị hát lên nó sẽ đẩy năng lượng sâu sắc của cái nhân vật này. Cha, bạn có lâu để mình nghe truyền thống mượt tuồng cổ cần đỡ thon đáy đều theo bên diễn viên và tính tay tăng khoái tăng mưa vũ đạo hất thân bài căm sướng bài thây mà tẩy đều leo phái với đáy bền mềm dù lương quý mì cốc bó mượt tuồng lương quý phải nói là có cái nôi tuồng giữ được cái ngọn lửa tuồng truyền thống này không phải dễ đâu. Thực sự là quê hương mình là trang đáy tuồng truyền thống tê bài viết bóng ngay giúp quy lươn lâu bài nghệ sĩ hưng pì phần trang đáy hơn đê xuất lái ti mười cân vẫn nhang mi leng vì bền cùng ngay chắc đáy đổi có lâu đem mắn toán cốc mưa truyền thống bằng bài cân mơ kế tê đã mất hưng giá do mền trơ chân ngòi đáy đeo phải mi lái bài cách tuyên tẩy hở đây hơn thì mình xê xiết lại và mình phải có những cái phương pháp để mà truyền lại để bật được lên. Kể đó đã đại trai chết đủ, tò bên chơ điếp nghệ thuật vẫn mì đâng thêm cân nghệ sĩ Hồng Khiêm. Nhìn vào bài nghệ sĩ của nhà hát tuồng, vẫn thường bê khẩu hết bài buổi giao lưu đi căn cáp bài đơn vị để lại bong nòng học sinh. Thế áo nghệ thuật tuồng, thân bài cần thăm ón sơ hơn, thế hầu chắc rõ tuồng và điếp tuồng hơn. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Kiếm lên nâng cần thường gì cuối mưa bài việc của lâu nhưng đã tiếp nghe hết tèo lành cáp nghe tuyên tèo hở bài tên lắng mi lái bài vai mẫu và đơn vừa bay sự hội diễn tới bài diễn viên mi đánh lan bình công tới bài huy chương khăm huy chương ngân nhìn lên nâng cần mi lái ăn chắc các bài buổi giao lưu bên ấy lấy bài cân nghệ sĩ đem tên lại vừa đấy áo bài cầm trướng trích ton thân các bài pin hỏng để lại các bài cầm thăm ón theo chắc và biết nghệ thuật tuồng hơn thay nghệ thuật tuồng nhằng mì mái. Cô Khiêm là một người rất là tâm huyết Khiêm đối với nghề, cô đã nghe, chỉ dạy chúng tôi ngay khi chúng tôi còn rất là nhỏ. A đặt tẩy bong khói từ tua nhàng ý, A đặt tẩy từ bài điệu múa, đủ bài vai diễn khó. Các bài nghệ thuật tuồng, từ bài cần thăm ón cái này quần sang chắc, mà lâu đến ngày, khói chơ bài cần thăm ón, ngồi đầy thân cường mạnh hơn, tê rẻ thon tham và chắc tẩy nghệ thuật tuồng ngay để ăn hay. Có nhiều cái hay và thú vị như thế nào. Nghệ
sĩ nhân dân Hồng Khiêm là nghệ sĩ một nhân dân Hồng Khiêm lên nước cần tiếp nghe thông qua cần này từ đó đám ma trai hưu nhưng vẫn bay diễn tuồng các bài đoàn tăng bốc chuyên và chuyên các bong khói lại bài cần bay con bằng nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương, nghệ sĩ nhân dân Xuân Quý, nghệ sĩ nhân dân Văn Thủy đã đào tạo lai bài tươi diễn viên ón và tuồng các tươi ón cần này tới bóng mì nã và bóng khói tới bài cần nghệ sĩ bơ cùng tuyên hợp bài cần thăm ón khói cùng bằng nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm chơ bóng mì bài cần nghệ sĩ bông khói mắt tăng đèo bài cần dân Việt Nam chắc hơn mưa tuồng về trồng tuồng trắng chắc đáy bèn hay ăn đêm nhạc ban nghệ thuật truyền thống của đất nước bông lâu như ta là thù triệu chúa chân không này chân không đây này chân không hồn vía xá. Nghệ thuật tuồng đòi hỏi một người nghệ sĩ có rất nhiều nghệ thuật tuồng đeo tôi bài cân nghệ sĩ mi lai bài cách hết là cân đương vái mi tại ết có giọng tê hát thanh qua mi giọng sướng thuộc tê thuần tục vũ điệu của lâu và mi lành trăng diễn đáy tuồng mi đáy bài cầm vui đầy chắc đáy đầy đường tinh diễn tinh tế trong lời nói, tinh tế trong cách phổ diễn và tinh tế cả từ cách đánh mắt hoặc là những cái ánh mắt của các bạn diễn cùng với nhau. Bà ơi, khôn cùng ảo não chỉ xếp kinh hoàng. Làm sao mà kinh hoàng? Dạ, công tử cũng chết ở phát trường. Nhà hát bông khói đã tuyến nâng lớp học sinh mà lèo phải bày cấu tính thê tuyến đáy tham tiếp hạ nọng học sinh mà nhà hát và đào tạo giữa nhà hát. Chính bông khói đặt tại bài vai diễn truyền thống, bài vai diễn mà bài cần phải con, bài thầy đặt tại bông khói và bông khói đã tuyên treo. Thông cần này, nhà hát đã đào tạo tay lái bài cân ăn bì, bài vai bằng đào Tam Xuân, Mộc Quế Anh, Hồ Nguyệt Cô, Ôn Tình, Chém Tá, Kim Lân, Qua Kéo, tê bài trích ton, đơn nghệ thuật tuồng. Tàng lăng đèn lung sân khấu, lăng mùi vừa diễn, tòng cóp tàng nghèo tươi hớ nghệ thuật tuồng. Nhìn theo tăng mà cắp đường tuần ý của lâu. Khu tập thể nhà hát tuồng Việt Nam. Nhìn vẫn hết công việc của cần pin nóng nhìn trăm trường phùa và thong cần lúc chài. Đánh ngòi bằng nhìn mì thong tơi. Đeo phải phuối tên nghệ sĩ Hồng Khiêm. Mì đáy nâng cần phùa bơ cùng lũ chắc. Phùa nhìn tên nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Thần. Cần cùng nâng đoàn tầng nhà hát tuồng Việt Nam. Tốt nghiệp có nhìn thong khóa. Và nâng ăn chân đầy hơn thêm, rú thong bút ra cần nghệ sĩ. Chính đây việc, hầu bơ cùng thống kéo lên, cắp nghe. Chúng tôi đến với nhau, lúc ấy thì khó khăn nhiều chứ. Nghệ thuật tuồng mà, nó chỉ cứ giàu khói tình cảm, cắn, giàu nhằm lại khó. Và nghệ thuật tuồng, mê trí, trâu, với tình cảm, trâu mồ căm, hát trướng. Đông cua hết kín, nhằm sang để ón bông khói đã lèo phải hết đào nghe. Theo ao tính, tiếng bán ti, lăng mền, thân trăng khơn. Thong bút ra quần với địch cắn mưa nghệ thuật vừa rút sân khấu thong bút ra lèo váy bằng hiệu cắn mưa thứ quan nung trồng đáy đầy lục bấu thép mưa óc sân khấu để lèo váy đầy thong cần lúc trai có nhìn đều bấu nềm nghệ thuật tuồng bằng pa me tỏ theo đại thống đấng nghệ thuật tự ý bên đơn hầu đều chắc đáy nghệ thuật ti nhắm hùa hớ mọi việc đã hưa hầu cái bên cần và bên công chân đầy dù nâng việc hết thơ mệnh hầu cũng đăng thí tòng cóp hớ nghệ thuật với chung. Tôi rất là may mắn là người được sống trong môi trường nghệ thuật khói rất may cái đại thống được môi trường nghệ thuật ngay mẹ, từ buổi nhạc diễn, ý đấy nem pom me pê diễn đấy hí trầm bài bác bài a bài chú bài trai nhìn tập và pê diễn rút đơn bài tích quầy và khói hàn bằng tê nghệ thuật mệnh đà pê khổ đơn thêm có khói từ pưa mệnh mê có khói thì cần tiếp nghe khám quá kỳ lai pươn pì pê khổ hết nghe mê khói đà xóm tăng tình điếp có nghệ thuật tuồng bố chỉ đại bài vai diễn cho nước sàn diễn mà qua mê khói pưa hơ cùng tuyển treo nghe của lâu mê lê bài viết mê có khói bài tẩy hớ bài cần diễn viên ón bài sinh viên học sinh và lớp tuồng dù lai tính quầy mê có khói tá công lệnh óp và xóm tặng theo văn tiêm thấy có lâu chờ hết biển lương tuyển tẩy nghệ thuật tuồng hớ bài tây lăng cho thế hệ mai sau.
Hồng Khiêm vẫn hết đầy công việc có lâu, tuyên tài hứ bài tên làng, thêm đếp nghe, hứ lại bài cần diễn viên của nhà hát và bài cần thòn, bài nhìn đơn cháo tuyên tài bài vai mẫu, đơn nghệ thuật tuồng bằng, nghệ sĩ Lộc Huyền, Hiền Trang, vai Đào Tam Xuân, nghệ sĩ Kim Oanh, Quỳnh Tiên, Kim Ngân, vai Hồ Nguyệt Cô. Đều mới đánh giá thùng đăng bài kỳ hồi diễn tiền hoàng sân khấu tuồng. Đăng tìm của mỗi tô cần, bà hờ cùng mới đáy bèn chơ, theo phải chăng bèn chơ hết mệnh, bấu bà hờ mất bài đáy, tay tỉnh tiếp đăng tây thống. Ăn cho đến nhất của nhìn, tay đáy hy hàn, bài cần thòn. Hết nem bài khắc tàng nghệ thuật tuồng từ đồng thìn, bài cầm hát rướng, bài cầm tuồng ta tuyên tây từ tây này thần tây lăng. Lại đây vui mà ơi, con đây mà lại đây thôi. Mà con ta chết rồi, mà lại tình.